Báo Hoa Mai là kẻ săn mồi đáng sợ trên thảo nguyên châu Phi. Nhờ vào sức mạnh đáng nể và khả năng rình rập để tiếp cận con mồi. Tuy nhiên, nếu xét về sức mạnh, báo Hoa Mai lại không phải là đối thủ của sư tử. Đôi khi, báo Hoa Mai và sư tử cạnh tranh con mồi, hoặc sư tử tấn công báo Hoa Mai để cướp con mồi sau chuyến đi săn của con báo. Trong những trường hợp này, báo Hoa Mai luôn tìm cách lẩn trốn hoặc bỏ chạy để tránh đối đầu với chúa tể thảo nguyên. Trong đoạn clip do một du khách ghi lại cho thấy tình cảnh bi thảm của báo Hoa Mai, sau khi vừa bắt được con mồi thì nó đã vội bỏ cửa chạy lấy người rồi trèo phóng nhanh lên cây. Nhưng bầy sư tử vẫn không buông tha. Cái kết thảm đã xảy ra cho con báo Hoa Mai đơn độc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip này. Đừng quên đăng ký, share và comment các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.